Hello các đồng chí, nay chúng ta hãy cùng đi phàm chút thánh di vật cho anh Long nhé. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa thôi là anh Long về rồi. Rồi mà đồ đặc anh Long chưa xong nên là ngày tôi xả 5 cục nhựa cho đến khi được chỉ số 60-200 nhé. Ok, let's go thôi nào, để xem lần đầu tiên được gì nào. Chưa gì đã thấy như đặc cầu rồi. Vì là phàm thánh di vật nên là tất cả mọi thứ chỉ là hên xui nên tôi sẽ tua cờ clip luôn cho đỡ mất thời gian để xem này có may mắn không. Như anh em thấy toàn đồ gì đâu không hết tấn công tới phòng ngự toàn đồ anh Long không dùng tới. Mấy cái món này mà đứa anh Long chắc anh khóc cuốn tôi trôi xuống mương luôn quá. Ý tự nhiên có cái hoa ngon quá nè thêm dòng tỷ lệ nữa là hết bài luôn. Nhìn chung thì hôm nay chả có gì hắt cả. Được mỗi cái hoa là ngon thôi. Chán thật đấy. Anh em còn nhớ Tabi trong ấm trần ca chứ? Không biết bao lâu rồi tôi mới chui vào đây lại. Ngày xưa còn khá thích xây nhà nhưng giờ thì làm biếng quá. Vô đây đổi một cục nhựa với 20 sách Eco Shipper rồi té đi farm tiếp một chút thôi. Nào ta cùng chế nhựa cô đặc, ý quên đổi nhựa cô đặc ra nhựa rồi, đợi tôi thao tác một tí nhé, anh em thấy không ở đây tôi còn tận 58 cục nhựa nè, xả hết cho anh Long một lần cũng được, nhưng thôi từ từ con bạn mà vui cơ nữa, ok chiến quái thôi nào, dạo này gần cuối năm rồi nên công ty cũng khá rảnh, nên tôi có khá nhiều thời gian để làm clip cho anh em, tuy rằng chất lượng hơi đặc cầu một tí mong anh em thông cảm, có gì Tết chúng ta cùng gíp ui nhé, nói nãy giờ mà clip chưa được 2 phút nữa, để mấy ông có thể làm được cái bảng tin dài tận 10 đến 20 phút thật. Trong công ty tôi làm bên mảng video ngắn nên giờ làm mấy clip dài tôi khá là làm biếng. Nói trắng ra là lời á, luyên thuyên nãy giờ rồi mà con quái này chưa đánh xong nữa coi bộ đá đi này build chưa đủ mạnh rồi. Đệt cái ân tin này animation đẹp vai anh em. Ngày xưa tôi cũng từng học thiết kế 3D với mong muốn được làm designer thiết kế game nhưng kết quả lại méo như mong đợi. Thế luôn là ngành 3D nó khó học kinh. Thật ra là tôi có thể vẽ mô đồ 3D nhưng lại không biết phối màu và dựng bối cảnh. Vì thế nên học được một chút xong bỏ luôn. Giờ nghĩ lại nếu theo thêm tí nữa biết đâu giờ có thể vào công ty thiết kế nhân vật game làm rồi. Hài ra có lẽ đây là ý trời. Hết nhựa luôn rồi mà chả có gì nổi bật cả. Được mỗi cải hoa và lông này là ngon thôi. 5 cục nhựa của hôm nay cũng hết luôn rồi. Cùng nhau check lại một tí thánh di vật nhé. Đồ không thực sự tốt làm miễn cưỡng để tạm đây thôi. Khi nào có hàng VIP hơn sẽ đổi. Mấy cái lông này khá là tốt nhưng lại dính một dòng phòng ngự thành ra phế luôn. Nếu mà là HP thì ngon rồi. Đồng hồ thì khá là ngon vì có khá nhiều cái HB2 dòng đẹp nhưng đây là đồ chưa lên cộng 20. Thử gió với cái mũ sát thương này nào vào một dòng tỷ lệ là đẹp luôn. Xong cúp luôn. Mẹ nó ác thật đấy. Nhưng cái mũ này cũng xấu quá rồi toàn phòng ngự với tấn công không không được ồn in HB với tỷ lệ thì khó xài lắm. Hiện tại lý xà của chúng ta đang là 19/100 nhé. Cùng đợi chờ đến ngày có anh Long xem coi có lên được 60/200 không. Nay cũng xong rồi. Còn tí thời gian tôi sẽ đi bắt ít hải sản về cho anh Long. Anh em có thể té được rồi. Cảm ơn vì đã xem hết tới đây nhé. Chúc anh em một ngày tốt lành. Phần sau là bỏ vô cho giải video thôi.